Thái đang lọc ra những cổ phiếu tăng giá mạnh bùng nổ trong ngày hôm nay. Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thái nha. Lời đầu tiên, mọi người đừng quên nhớ bấm cho Thái một nút like. Thả tim video này và ai chưa đăng ký thì bật nút đăng ký, bấm qua chuông bên cạnh nha. Để khi Thái Ngô làm video ra, anh chị sẽ nhận được cái nút thông báo và xem được đầu tiên. Let's go. Thì ngày hôm nay các bạn thấy không ạ? Đây, chúng ta có khoảng hơn 10 cổ phiếu ngày hôm nay bùng nổ bạn. Thì điểm danh lại một tí xíu là những cổ phiếu nào bùng nổ tăng giá mạnh trong ngày hôm nay. Thì thật ra đó là câu chuyện đầu tiên là chúng ta có câu chuyện của HCM các bạn. Cổ phiếu này thật ra nó cũng quay trở lại cái vùng đỉnh gần nhất là 29.9 hoặc là 30 các bạn ạ. Tăng giá rất là khỏe ha. Như vậy là đại diện của một dòng cổ phiếu nhóm chứng khoán nè. Thứ hai là VCA cũng dòng chứng khoán nha các bạn nha. Tuy nhiên thì các bạn thấy đó ha, hiện tại nó đang chạm vào những vùng kháng cự, ví dụ như là VCA nha, chạm vào những vùng giá như là 49 đúng không ạ? Nó còn cách rất là gần. Hoặc là AAV, một số cổ phiếu thật sự trong ngày hôm nay các bạn, đa phần đó là những cổ phiếu nhỏ ha, những cổ phiếu mang dáng dấp là penny các bạn nha, đầu cơ á. Rồi DC4 thì tím trần nha. DC4 thật sự giờ ngày hôm nay nó thoát luôn khỏi cái nền tảng này mà, tức là nó vượt qua vùng giá khoảng 11.8, 11.9 các bạn, tăng giá rất là khỏe, tạo luôn một cái gap ha. Chứng tỏ là giờ cái nhà đầu cơ lái nó sẽ đánh cổ phiếu này các bạn. Cho nên những anh chị nào muốn mua cái câu chuyện mà đầu cơ á thì các anh chị có thể là quan sát cổ phiếu này trong giai đoạn sắp tới nha. Ok các bạn, ít nhất là ví dụ như nó lấp lại được cái gap này thì nó đẹp các bạn nè ha, nó lấp lại được cái gap này nha. Rồi TCD ngày hôm nay cũng có một cái dạng và đánh một cái phiên bốc cách bay vọt ngay từ cái vùng vùng đáy ha, đi kèm với lại câu chuyện của TCD như là BCG chung một cái form đánh với nhau đúng không ạ. Thật ra thì mình nhìn ra rất là dễ mà, thật ra những điểm mua này nhào vô mua là vẫn được, nhưng mà quan trọng là đặt ra câu hỏi là giờ mua xong hàng về như thế nào, đó là điều thứ nhất, đánh ngắn hay đánh dài. Và cái giờ chúng ta có muốn dành tiền cho những cổ phiếu khác hay không? Thật sự hôm thứ sáu thì chúng ta thấy cái câu chuyện của nhóm thép các bạn, gần như nó nỗ lực nó tạo đáy nhưng mà nó đáy sâu. Có nghĩa là gì nè, đáy sâu thị trường, lỡ như mà thị trường tăng giá tiếp á thì những ông nội đó ông sẽ tăng lên các bạn. Nhưng mà giả dụ thị trường rơi vào giai đoạn mà biến động rung lắc một cái các bạn ạ, là những cái ông tăng sâu thì ông yếu hơn, mà ông yếu hơn thì ông thị trường mà ông giảm á, thì logic vấn đề là gì ạ? Yếu hơn giảm đúng không ạ? Nó sẽ giảm lại các bạn. Đó. Và khi vậy thì vô hình chung là những ví dụ như chúng ta có cái cục tỷ trọng chúng ta là 100% tiền. Ví dụ vậy, hoặc là khi các bạn đang cầm cục tiền các bạn vừa muốn mua thằng option A đúng không ạ? Vừa muốn mua thằng A thì các bạn phải giờ mất cơ hội của thằng B, thằng C. Đó là cái điều mà các bạn phải chú ý trong cái thị trường này. Ok, rồi. TVS này giờ, rồi nhóm chứng khoán mà C69 nha, HHB cơ bản như ngày hôm nay chúng ta có câu chuyện giờ của nhóm chứng khoán là nhiều các bạn. HCM, VCA rồi TVS, bên cạnh đó cũng có một cái cổ phiếu như là Sài Gòn Park các bạn nè. Đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay tăng giá. VNX hiện tại trong ngày hôm nay thì các bạn thấy mà đa phần thì mình có chia sẻ với anh chị rất là kỹ vào phiên sáng này. Đây, cũng giống như một số anh chị vào trong group VIP thì mình có cập nhật rất là kỹ cái câu chuyện là giờ thị trường hiện tại đang diễn biến như thế nào, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là các bạn sẽ mua gì và cái cơ hội mà khi á nó rung đất điều chỉnh thì chúng ta enter cho những nhà đầu tư mới, chứ tránh tình trạng mà FOMO đu đuổi các bạn nhé. Nếu trường hợp đu đuổi á mà nó chỉ cần chỉnh nhẹ 3-5% là những nhà đầu tư đó hầu như giờ rất là bị động và sẽ bị rơi vào trạng thái bán cắt lỗ. Thì giờ cái phần thưởng cho những người kiên nhẫn các bạn ạ, không phải là nó tăng giá mãi và các bạn sẽ nhảy vào các bạn mua. Mình ví dụ nè, trong ngày hôm nay ví dụ cái câu chuyện gần nhất là BNC các bạn nè, đây đây các bạn thấy không, nó giảm lại rất là nhanh luôn. Và các anh chị chỉ bây giờ nhiều nhà đầu tư chỉ chú trọng ở cái cây này các bạn nè, mà không biết á nhảy vào đu đuổi hoặc là trên này là bảo đảm là lỗ rồi. Vì sao? Vì nó không có sự tích lũy nền tảng. Tức là nếu trường hợp chỗ này các bạn nè, nó có một cái sự tích lũy giá quanh cái đường biên này nha, nó dao động liên tục chỗ này, mình ví dụ nha. Bởi vì sao? Bởi vì ở chỗ này nó kéo lên cái ọt các bạn, lên trên này nó phải tích lũy chỗ này nè, đó thì mình lại kỳ vọng nó sẽ ánh lên và nó bền vững. Còn chỗ này các bạn thấy không, ok ông cứ chạy đi rồi ông phải test chỉnh nó lại các bạn thấy không, đó đó thì đó chính là cái tư duy mà các bạn phải nhìn nhận, chứ không phải là lên trên này mua thì dễ ợt, mua thì bấm soạn cái tin nhắn, soạn giờ soạn cú pháp ra bấm enter cái kịch, cái quan trọng là sau khi mua là như thế nào, đó mới là vấn đề các bạn ạ. Đúng rồi, rồi giai đoạn hiện tại thì VNX đang ở trong một cái vùng kháng cự, tức là giờ đang ở trong một cái cản chéo và bên trên nó là cái vùng 1290, 1200, 1300 các bạn.
Và ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta vẫn đang ở một trong một cái kỳ nghỉ lễ sắp tới các bạn nha, tức là 2 tháng 9. Như vậy là giờ nếu trường hợp và nó đã tăng rất là mạnh từ dưới này lên, thì nếu cái trường hợp có những cái pha mà chỗ này các bạn này, mình không biết là đón lên hay giảm vào trong ngắn hạn, đừng có hỏi Thái vì sao. Vì thật sự một cái nhà trader chuyên nghiệp là người ta sẽ nhìn thị trường, cung cầu thị trường thì chúng ta mới quyết định được cuộc chơi các bạn nha. Rõ ràng chúng ta đã có một cái kèo tăng giá rất là khỏe từ dưới đây lên đây, thì cho dù nó có rung đất tích chỉnh trở lại thì nó lại là bình thường. Nó chỉ bất bình thường đối với những ông mà lên trên này múc, đúng không ạ? Thì dưới này người ta mới bắt bình thường. Nhưng mà những nhà đầu tư mà người ta kiên nhẫn, người ta chờ đợi, hoặc là khi nào nó đúng cái form mua á thì người ta mua, hoặc là đúng form bán người ta bán thì nó lại ok bạn ạ. Ha, thì rõ ràng bây giờ chúng ta thấy, cô đang thấy là một cái hỗ trợ quanh vùng giá đâu đó là 1.255, 1.260 các bạn nha. Ok, đó là một cái nhịp hỗ trợ của giai đoạn hiện tại. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì mình cũng có một số anh chị vào trong group VIP thì mình yên tâm. Trong bối cảnh sắp tới khi mà nó có những cái vùng mua, điểm mua thì mình đều nhắc với anh chị rất là kịp thời ha. Ok, mình ví dụ như cái câu chuyện ngày hôm nay mình cũng để ý là rất là kỹ nè. Thật ra các bạn là gì, HAH tăng giá. Tuy nhiên các bạn thấy mà nó có 5-6 phiên đi ngang, chỉ cần ngày hôm nay nó phất cờ cái bạn là nó sẽ tăng lên tiếp tục, đúng không ạ? Là nó sẽ tăng lên tiếp tục, nhưng mà do cái bối cảnh thị trường hiện tại nó không cho phép. Và các bạn chú ý nè, khi nó vượt qua những cái vùng giờ kháng cự chỗ này các bạn thấy không ạ, đó chưa chắc nó tăng liền các bạn thấy không ạ. Còn nhiều cái cổ phiếu là nó mới trong ngày hôm nay, là nó mới chỉ tới một cái bước này thôi và nó phải cần một cái lộ trình phía sau. Ngay cả như thằng Bét các bạn nè, đó một cái cản chéo vượt qua rồi còn phải test giảm lại mấy ông ơi, chứ không phải đơn giản khơi khơi lên trên này là múc vô đâu, bất ngờ gì dưới này cắt lỗ thì lại là cái điểm mua của Thái. Mình nói thật sự luôn ạ, cho nên rất là kiên nhẫn ha, mình không có giao dịch vội vã các bạn nhớ. Ok, bình tĩnh, có những thời điểm mình sẽ nhắc như vậy, mua rất là nhiều, mua liên tục hàng ngày luôn, nhưng mà nó có những thời điểm mà không mua gì cả, ngồi ngó thị trường theo dõi để chúng ta biết được bản chất thị trường đang vận động mạnh hay không, đúng không ạ? Như ngày hôm nay giờ mình thấy rõ ràng là giờ câu chuyện của nhóm bán lẻ bị bán, và ví dụ như Masan mà nè, đó những viên trước đừng có nhai lên đây múc, bây giờ nó về lại vùng giá này, lỡ như ngày mai nó đạt thêm cái nữa thì nó lại là cơ hội ha, là các bạn có thể là canh mua được cổ phiếu này, hoặc là BNG các bạn nè. Đó, nếu mà trường hợp ngày mai nó xấu thêm tí xíu nữa mà thì nó lại là cơ hội. Chẳng qua là chỗ này là cái volume nó bán to quá, nhưng mà mấy ông mà mua chỗ này đó đâu có lường trước được câu chuyện chỗ này đâu, đúng không ạ? Nhưng mà để mà an toàn thì rõ ràng một điều gì vậy, đứng yên theo dõi thị trường vận động, đâu có chết chóc gì đâu, nhiều khi là lãi nữa, nhiều khi ở chỗ này không mua lên trên này mà rồi bắt đầu là giờ nhảy vô đu, bắt đầu nó đạp về đây là cắt lỗ xong giờ nó tạo nền giá rồi nó bật tăng lên thì lại là cơ hội cho những nhà đầu tư mà người ta tập được cái sự kiên nhẫn, đúng không ạ? Rồi trong ngày hôm nay thì mình có chia sẻ với một người ở một cái góc độ như thế này nè, tiếp tục BDR là câu chuyện mà mình nhận được cái câu hỏi là gì, một số anh chị mới vào trong VIP nha, hỏi thấy có mua được không. Và giờ BDR là một cổ phiếu mà thật sự chúng ta rất là thành công các bạn, rất là thành công trong giai đoạn vừa qua. Vì sao? Vì mình đã nhắc với anh chị mua quanh vùng giá khoảng 17 dưới 18 đây các bạn ạ, và gần vùng giá khoảng 18 gom thêm ngay chỗ này, đúng không ạ? Bây giờ bèo bèo ấy, các anh chị cũng đã được khoảng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận, mình nói thật luôn, bèo bèo là bao nhiêu phần trăm lợi nhuận các bạn. Đây chúng ta sẽ lấy cái này các bạn ạ, chúng ta sẽ ước lượng giá nha. Đây bèo bèo bây giờ mọi người cũng được được khoảng 24 25% lợi nhuận rồi, và lên trên vùng này không mua đuổi. Và giờ mọi người bán tiếp, mình nói rồi, cứ chia ra chốt lại 1/2 ở giai đoạn hiện tại. Vì sao? Vì chúng ta không biết là giờ nếu mà trường hợp nó có những pha rung đất tích chỉnh trở lại nha, mình sẽ nhắc anh chị múc liền, những anh chị nhà đầu tư mới, hoặc là giờ mọi người có thể là bán 1/2 hàng chỉnh trở lại mọi người mua. Còn không các bạn, bán trên đường tăng giá, lỡ nó tăng lên các bạn, các bạn vẫn còn hàng còn lại, tức là giờ về lại vùng giá khoảng 23x ha, 24. Đó là cái tư duy của chúng ta hiện tại, đúng không ạ? Rồi ok. Nếu múc mới thì chỉnh về vùng giá bao nhiêu? Cho nên là hiện tại là mình xin phép là mình sẽ che những cái con số này, vì mình sẽ cập nhật với anh chị trong group VIP nha, bởi vì đảm bảo quyền lợi của mọi người. Ok, rồi. Anh chị nhớ đừng quên bấm cho Thái một nút like, thả tim video này nha. Và ai muốn vào đồng hành với Thái khi mà mọi người thấy được cái phong cách giao dịch, cái chiến lược giao dịch hoặc là cái tư duy của mình á phù hợp với lại cái định hướng chiến lược giao dịch của mọi người á, thì chủ động nhắn tin Zalo số điện thoại để bên dưới màn hình. Bởi vì khi trường hợp sắp tới mà nó có những giai đoạn tăng giá, nó có những cái vùng giờ vùng chiết khấu hoặc là vùng điều chỉnh rung đất các bạn, nó sẽ có rất là nhiều và liên tục trong một cái giai đoạn sốc tăng như thế này bạn nào. Đó, nó không phải là giờ tăng lên cái èo cái là nó hết các bạn. Đây tăng lên là nó rung đất như thế này các bạn, hoặc là nó tạo form và đánh các kiểu văn con là điểu đó ha, thì mình sẽ đồng hành và nhắc nhở cho anh chị nha, rất là cụ thể. Rồi bây giờ nè,
Trong ngày hôm nay thì giờ chúng ta có khoảng số lượng mã giảm là 259 mã giảm và 148 mã xanh các bạn thấy không ạ? Ok, như vậy ngày hôm nay được xếp vào một cái phiên là giờ một cái phiên phân phối số 1. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại ngày hôm nay là chỉ số giảm 0.41%. Đúng không ạ? Và cái khối lượng ngày hôm nay đóng cửa là nó cao hơn cái khối lượng trước đó, tức là nó có một cái áp lực bán. Nhưng mà mọi người lưu ý nè, mình đã nói rồi trong những phiên trước rồi, trước hay sau, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ xuất hiện những cái phiên phân phối 1, 2. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì những cái phiên phân phối các bạn đừng có hiểu nó là xấu, cũng không phải là gì ạ. Nó tích cực các bạn. Nó tích cực khi nào? Ví dụ như theo William O'Neil các bạn, trong một cái giai đoạn sóng tăng thường nó xảy ra những cái pha mà rung đất chỉnh hoặc là áp lực của phiên phân phối 1, 2 là bình thường. Nhưng mà thông thường sau những giai đoạn đó đó, nó tạo ra một cái cú hích để nó phá vỡ cái đỉnh các bạn. Ha, đó là cái giai đoạn cái sự tích cực đầu tiên. Nhưng mà càng về sau, những cái phiên phân phối càng ngày càng dày đặc, ví dụ như 1 đến 2 tuần mà nó lại xuất hiện 4 đến 5 phiên phân phối các bạn nha. Là lúc đó là cao chạy xa bay. Đúng không ạ? Ok. Rồi, đây chính là một cái cú phiên phân phối số 1 nhẹ ha. Vì sao? Vì số lượng mã giảm áp đảo số lượng mã tăng. Đúng không ạ? Rồi, kết hợp với là hành động giá giảm nè các bạn nè. Ok. Nếu mà trường hợp những nhà đầu tư mới có muốn canh mua thì rõ ràng những cái vùng mà nó bung bách test ngược trở lại đây thì mình thấy nó là cơ hội chứ không phải là rủi ro. Đúng không ạ? Quan trọng là nó có cái sự cân bằng tích lũy trở lại thì đẹp hơn ha. Rồi. Ở câu chuyện về từng nhóm ngành trong ngày hôm nay các bạn ạ, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ đi ngó qua sơ lược nha. Nhóm ngân hàng buổi sáng thì chúng ta thấy là chỉ có VIB đúng không ạ? Nó kéo mạnh tí xíu. Nhưng mà giờ sau đó nó tạo ra những cái mẫu nến này giờ cục đầu các bạn thấy không ạ? Đó. Cái nến thì rất là dài như thế này nè, nhưng mà lại bị cục đầu, không thể hiện trạng thái tăng giá, đóng cửa cao nhất trong phiên các bạn ạ. Hả? Còn ngược lại ví dụ như một số hôm trước là CTG tăng nè các bạn nè. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy không ạ? Tăng rồi nó phải giờ lên trên này nó phải gặp cần ngừng chứ phải là tăng cái èo lên lên đây đúng không ạ? Rồi, nếu trường hợp những nhà đầu tư có muốn mua thì hãy canh những cái pha mà rung lắc test chỉnh ngược trở lại hoặc là nó chờ cái hành động giờ. Đây bạn. Nó chờ những hành động của đường MA như thế này các bạn ạ. Đó, nó có một cái sự siết chặt biên như thế này thì các bạn nên mua các bạn nha. Còn bây giờ nó đánh lên rất là nhanh và nó vượt qua làm sao đuổi giá được bạn. Nhiều khi mua trở đây ở đây ngày mai nó làm cái ọt cái bạn, nó làm cây 3% bán xong nó lại tăng lên thì như vậy nó không phải là tư duy giao dịch thành công đúng không? Rồi một vài phiên trước thì chúng ta có câu chuyện của BIDV rồi Vietcombank, nhưng mà ngày hôm nay nó dọa giảm đỏ trở lại các bạn thấy không ạ? Đó. Rồi nhóm thứ hai là gì? Nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán thì ở đầu video thì Thái Ngô có chia sẻ rồi, đó là giờ có câu chuyện của HCM tăng giá rồi TVS đây các bạn. Hả? HCM này các bạn nè. Ok. HCM tăng nhưng mà nó giờ nó tăng chạm về vùng đỉnh này, nó không thể nào là cái vùng điểm mua được các bạn. Điểm mua là ví dụ nha, một là bây giờ nha, nó có những cái pha nó giống như câu chuyện của BNC các bạn nè, các bạn nhìn này nha. Không tích lũy tăng mạnh lên, ví dụ nè. Thì các anh chị biết rồi, đây không tích lũy tăng mạnh lên rồi giờ nếu mà trường hợp nó may mắn nó đi khoảng 2 cây nữa thì nó bị bán ngược trở lại. Cho nên giờ mình không phù hợp với tư duy mà đuổi 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 cái này các bạn. Tại sao những cái vùng giá mua hoặc là những cái điểm mua sau này mà nó test chính trở lại không mua mà là lúc này phải đuổi giá đuổi giá đuổi giá rồi là nó rụng cái là những cái ông nội đó là những ông nội đi bán hoặc là phải tìm cái cách xử lý rất là nhiều giai đoạn trước các bạn, nhà đầu tư bị dính là dính chết chỗ đó đó. Đây nó chưa có một cái sự tích lũy chỗ này cho nên là mình sẽ không enter. Ok nhá, đợi các bạn, dù sao đi chăng nữa thì đây vẫn là một trong những cổ phiếu mạnh của nhóm bất động sản. Ê, xin lỗi mọi người, nhóm chứng khoán SSA cũng tích cực các bạn nè. À, có dòng tiền vào nhưng mà vẫn ở một trạng thái lưỡng lự vì bên đây là một trạng thái giờ một cái vùng kháng cự VND các bạn. Sáng VND tăng rất là phê nhưng mà cuối cùng bị bán ngược trở lại. SHS sáng mình có theo dõi trơn à, nhưng mà mình sao có đi mua bạn, mình chia sẻ với anh chị trong group VIP rất là kỹ luôn. VCA ngày hôm nay giờ được cái là giờ như thế này mà nè. VCA ngày hôm nay cũng có một cái tín hiệu thoát ra đường gắn chéo. Cũng là một tín hiệu tích cực bạn. Nhưng mà giờ cái động lực nó thoát ra đường gắn chéo này nó hầu như nó đến từ cái câu của thằng Tây. Đúng không ạ? Cái lực cầu của thằng Tây và chúng ta phải theo dõi xem là ở trên này là nó gặp những cái vùng cản trước đó này ha thì để xem như thế nào. Nhiều khi bạn những phiên sau hoặc là đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện tại các bạn nha. VN nó đang chạm vào trong những vùng cản cho nên mình rất là hạn chế đuổi giá vùng cao. Nhưng mà giả dụ nó có những cái pha giờ rung đất test chỉnh ngược trở lại như thế này các bạn là mình sẽ enter. Và mình sẽ nhắc nhở anh chị nha. Ok, đây cũng là một trong những tín hiệu tích cực của nhóm này. Hoặc là giờ MBS. Đúng rồi, sáng tăng tích cực nhưng mà cuối phiên nó đóng cửa gần như là thấp nhất trong phiên. Hoặc là VDS thì bị giảm điểm các bạn thấy không? Đấy.
nó chạm vào những vùng cản các bạn. Đây đây là cái đường cản của cái giờ cái đường kênh giá các bạn, hoặc là FTS nè, rồi BSA các bạn nè, bây giờ đều là đóng cửa đỏ các bạn. Đây may á là nó lại vượt qua, còn không nó lại bán ngược trở lại thì như thế nào, rõ ràng đúng theo quan điểm của Thái Ngô chia sẻ với anh chị các bạn. Đây các bạn, vùng cản chéo một là nó tăng lên, hai là cái xác suất giảm xuống, làm sao mà biết. Và cái khi mà không biết thì làm ơn đừng nhảy vào, để im cho cung cầu hoặc là để im cho tiền lớn nó set up một cái game nào đó, đúng không ạ? Hiện tại nó đang theo một cái kèo giờ, ok, thằng này nãy lo bạn, ví dụ như là BSA thì giảm, BVS thì gặp cản chéo cũng rụng nụ luôn, đúng không ạ? Đó, cho nên giờ ok, nếu mà trường hợp mua thì các anh chị có thể là canh, ví dụ như là quanh vùng giá đâu đó là 38 hoặc là 37 thì nó lại 37.5 hoặc là 38.5 thì mình thấy nó gì, cái rủi ro nó thấp hơn các bạn. Đó, ok nhá. Rồi, nhóm bất động sản trong ngày hôm nay thì chúng ta phải kể đến sự tích cực đến từ Vinhome. Đúng rồi, Vinhome tăng giá rất là tốt các bạn ạ. Các bạn còn nhớ không, trong những giai đoạn trước mình nói luôn, Vinhome các bạn, cái phiên này đúng y như vậy, nó chỉ vượt qua cái đường EMA 20 một lần và nó tăng mãi mãi luôn. Nhưng mà giai đoạn hiện tại không phải là vùng mua nữa rồi, không phải là điểm mua an toàn, mà nó phải cần một sự tích lũy các bạn. Để im cho nó đi bạn, nhiều khi chỗ này á, nếu mà trường hợp nó đánh mất dạy bạn, nó có thể là kéo lên luôn. Vì sao? Vì nó không có hàng. Nhưng mà đúng bài bản mà, nó phải tạo một cái nền tảng như thế này nè, đó, hoặc là nó về giảm sâu thì nó tùy thuộc vào cái câu chuyện của thị trường ha. Chỗ này không đón, không phải là vùng mua an toàn. Đích cũng tương tự như vậy nha, hiện tại đang xây một cái nền thôi, chưa có gì tích cực. Gate ngày hôm nay giờ cũng ở một cái trạng thái, thật sự buổi sáng nó có báo điểm mua nhưng mà mình không có nhắc với anh gì trong cái phíp nha, vì mình có công cụ và mình nhìn bằng mắt nữa bạn, nó kết hợp rất là nhiều thứ, đúng rồi, như sale các bạn nè. Đó rồi, Hà đôi gấp sáng nay bạn mà kéo lại vùng giá khoảng 29.4, y như rằng là giờ đều gặp vùng cản và bị bán, đúng rồi. Nếu mà trường hợp các bạn có thể là mua thì canh những cái pha mà rung lắc test chỉnh như thế này thì mình sẽ mua, nó sẽ hay hơn là giờ đuổi trên này mà nó cắt nó giảm về đây lại bán xong rồi lại tăng lên thì không đúng. Thì mình đang chọn cái chiến lược bây giờ, nếu trường hợp nó có những cái pha mà test chỉnh trở lại á, thì các bạn có thể là canh mua chứ không canh đuổi giá để mua, ok. Rồi như vậy các bạn đánh như vậy thì làm sao các bạn chết nổi bạn. Đây như Hòa Phát nè, đúng không ạ, hiện tại nó vẫn đang xây dựng một cái nền giá thôi bạn ạ, đúng không ạ. Hoa Sen cũng tương tự như vậy, nếu mà trường hợp sáng nay thật sự bạn, mình rõ ràng mình thấy luôn cái câu chuyện Hoa Sen dòng thép á, là phiên cuối tuần nó ổn ở góc độ ví dụ như Nam Kim nữa bạn ạ, nó xác nhận vùng đáy. Nhưng mà xác nhận thì một chuyện, tuy nhiên các bạn ạ, điểm mua nó rất là quan trọng, nếu trường hợp mua sai cũng chết, đúng không ạ. Ví dụ như nè, mua sai ở lên trên này đuổi à, về dưới này bán xong rồi nó tạo ra một cái thế là đánh lên lại á, thì những nhà đầu tư đó thì giờ mua bán liên tục, cắt lỗ liên tục hả. Đối với quan điểm của mình hiện tại thì dòng này mình đang né ra một thời gian để mình xem sao bạn ạ, đúng không ạ. Tuy nhiên nếu mà trường hợp những anh chị mà muốn mua giá thấp thì rõ ràng bạn có thể là canh quanh những cái vùng giá test chỉnh trở lại như thế này nè, các bạn mua chứ mắc gì phải lên trên này, đúng không. Nhiều khi là 3 đến 5% là nó rơi vào vùng cắt lỗ của người khác thì nó lại là vùng mua của mình, đúng không. Về là những vùng đường EMA 20, đường EMA 10 chẳng hạn đó. Dầu khí thì BSR vẫn đang đi ngang, BVD thì vẫn đang bị bán, đúng không. BVT đó nó đều là rơi vào những cái vùng mà gặp kháng cự bạc. Đây nó có hai xác suất gì nữa, một là ông tăng lên, hai là ông chỉnh lại cho tôi đó. Nhiều khi chỉnh lại trên này ba mà lên trên này là đuổi giá gì trên này thì bán xong nó lại tăng lên trở lại, đúng không. Thì mình thấy cái cách giao dịch như vậy là rất là nguy hiểm nha. BLX gas các bạn, đây gas các bạn thấy không, kéo tăng một cây này nhưng mà sau đó 5 cây sau không tăng. Đa phần nhà đầu tư là chỉ thấy cái cây tăng này thôi nè, nhưng mà làm ơn phải đặt ra một cái bài toán là sau đó 5 cây như thế nào, đúng không ạ. Ok. Mình vẫn đang chú trọng vào nhóm bất động sản, nhóm bán lẻ các bạn nha. Ok, bán lẻ thì chú ý mà Sam. Rồi đây các bạn, DC World quanh vùng giá khoảng 63. Đúng sai mình không biết, nhưng mà chỗ này mình nhắc với anh chị bán luôn. Và bây giờ nó đã giảm khoảng bao nhiêu phần trăm lại các bạn ạ. Đó, giảm khoảng 4%, nhiều khi 4% nó làm cho nhà đầu tư lại tâm lý bạn hả. Nhưng mà những trường hợp trong những phiên sau mà nó có rung lắc tí xíu các bạn nhé, thì chúng ta sẽ enter trở lại thôi, đúng không ạ. Tại vì không thể nào mà tăng mãi mãi được mà. Ok, mình ví dụ nè, những cái pha tới đó quanh quanh những vùng giá đâu đó là 59x 60, có những pha rung lắc thì mình sẽ nhắc nhiên chị mua, hoặc là bet các bạn nè. Đó lại là cơ hội, ok các bạn ạ. Đây hả, mình không nhắc như mọi người đuổi giá, nhưng mà khi vùng tách chỉnh mình lại mua, đúng không. Thì anh chị nào muốn vào trong group VIP để nhận được những bản tin mà mình có cập nhật rất là kịp thời như thế này, khi này là mua mới thì chỉ mua khi rung lắc hoặc có cân bằng thôi, ai mà đuổi giá thì sẽ rất là mệt mỏi. Nếu chẳng hạn thị trường nha,
nó khùng khùng, nó đi đi, nó tết cái thôi các bạn, thì các bạn sẽ rơi vào vùng cắt lỗ. Nhưng mà nó lại là cái điểm mua của người khác, bởi vì lúc này chúng ta nhìn được cái bối cảnh thị trường tích cực trong tương lai, trung và dài hạn, đúng không ạ? Không tiêu cực nhưng không hưng phấn. Đó. Bất động sản khu công nghiệp Nam Từ Liêm các bạn. Bây giờ KBC, ok, ví dụ như KBC cổ phiếu này nè. Nếu các anh chị muốn mua thì rõ ràng các bạn, nó có những cái nhịp nhún xuống thì các anh chị mua thôi, có gì đâu. Chứ mắc gì phải đuổi giá thực là mạnh đúng không ạ? BCM, ok, mình vẫn chốt lại 1 phần 2, nắm giữ 1 phần 2. Hôm trước nó về là vùng giá khoảng 74 mình không bán mà. Ok, nhưng mà nếu trường hợp trong những phiên sau nó có những pha rung lắc tết chỉnh trở lại nha thì mình mua. Đúng không ạ? Để xem sao thôi các bạn ạ. Vì thế đang đẹp. Đầu tư công. Các bạn thấy không ạ? HHV rồi VCG, CI ở đây nè. Nếu trường hợp những cái phiên sau mà CI nó có những cái nhịp giờ nhúng xuống cái mà các bạn có thể là kênh mua. Đúng không ạ? Hoặc là giờ cổ phiếu nào? Mình thấy là cổ phiếu CI hoặc là KSB các bạn nhớ. Có những nhịp giờ test chỉnh trở lại các bạn có thể là canh mua. Ok các bạn. Đều là những vùng giá không đuổi giá là đẹp các bạn. Đừng có nhảy vô rồi đuổi đuổi không biết đâu đâu. Lỡ trường hợp nó không tăng nó làm chỉnh phát á, là những nhà đầu tư nó là bán. Đúng không ạ? Rồi. Ok các chị nhớ đừng quên bấm cho Thái một nút like tải tim video này nha. Tiếp tục. Đó, nhóm bất động sản cho Thái, nhóm bán lẻ nè, nhóm đầu tư công. Sau đó ví dụ như là logistics cảng biển trong ngày hôm nay thì mình thấy sự vận động của HH rất là khỏe và tuy nhiên là do áp lực thị trường chung nè, ngày hôm nay giờ nó cũng có một cái pha test là cái đỉnh này nhưng mà không qua được, rõ ràng sao qua nổi mà thị trường đang như thế này hoặc là còn mấy phiên nữa người ta nghỉ, nhưng mà chỉ có cách gì à, mua khi rung đất thôi các bạn. Đó, mua những cái pha rung đất cái gì ấy ngày hôm nay các bạn, nếu mà trường hợp đúng bài những đợt phiên đợt trước bạn thì mình tin là nó thoát ra khỏi 42.4 rồi, nó là điểm mua bổ sung tiếp tục. Đúng không ạ? Mặc dù chúng ta đã mua, mình nhắc với mọi người là mua những vùng giá thấp, giá rung lắc thôi. Nhưng mà khi nó có những cái phiên mà rung red out lên các bạn, thì các bạn mua bổ sung, mua nhồi lên nha. Thì đó là cái tư duy chiến lược của mình. Đúng không ạ? Rồi, chú ý cổ phiếu này cho mình nha. Ok các bạn. Rung lắc thì nó lại là cơ hội. Không có gì xấu cả. Vật liệu xây dựng. Rồi. Ok. Năng lượng điện. Đúng không ạ? Nói chung là những cái cổ phiếu này nó cũng chưa có dấu hiệu gì gọi là sáng thôi nha. Cơ bản hiện tại là mình thấy dòng bất động sản, dòng giờ bất động sản nè, bán lẻ nè, đang có những cái nhịp mà tách chỉnh rung đất nè, ok. Rồi, cái nhóm mà mình qua nhiều người hỏi, ví dụ như gần nhất đó là gì à? Câu chuyện của hóa chất vật, ví dụ là CSV nè. Làm thật sự những cổ phiếu mà liên đới với nhóm này mình không dám mua. Bởi vì sao? Mình chia sẻ cho mọi người để mọi người thấy được cái kiến thức thực chiến là ok. Anh chị đừng quên nhớ bấm cho thêm một nút like, thả tim video này nha. Vì sao? Vì mình thấy mình sợ cái vụ mà phân phối các bạn nha. Đúng không? Như BFC là chúng ta rõ ràng thấy được cái hiện tượng phân phối. Đúng không? Bị bán vol to liên tục một cái nền giá này và liên nó đã bị gãy đường MA20 các bạn. Thì những cái cổ phiếu trong nhóm này mình rất là sợ để mọi người mua. Ví dụ như Đạm Cà Mau các bạn ạ. Đây, mua xong rồi nó cũng chả ăn uống được gì các bạn thấy không? Đây các bạn. Mua không được ăn uống được điều gì cả mà mình thật sự nếu mà trường hợp cổ phiếu này đứng riêng lẻ thì mình rất là thích cái nền giá này. Đúng không? Thì nó về lại vùng mua nhưng mà do nó đứng chung với lại câu chuyện của LAS. Đúng không? Câu chuyện của BFC đây các bạn ạ. Những phiên trước là giờ quanh những vùng giá xanh này một số anh chị hỏi mình nhưng mà sau đó ba cây các anh chị thôi à, nó trả lại điểm hết trơn. Cho nên là giờ mình rất là ngại nhóm này nha. Ok. Còn ngược lại nhóm chứng khoán hiện tại nó cũng có những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên thì mình muốn để xem thử là cái diễn biến của dòng tiền như thế nào. Còn bất động sản BDR đúng không ạ? Đất xanh hễ có rung lắc là sút. Nhưng mà hiện tại nó không phải là vùng mua nha. Rung lắc ít nhất cũng phải 3-5% các bạn thì các anh chị mua đẹp hơn, đúng không? Chờ thôi, khi nào nó có thì nó mua bạn. Nhiều khi đến lúc mà thời điểm nó có điểm mua rất là nhiều thì hầu như những nhà đầu tư giờ đều đu đỉnh lại hết trơn rồi, đúng không? Hoặc là rơi vào trong trạng thái là chán nản mệt mỏi ha. Ok. Novaland ngày hôm nay cũng được, nói chung là nhóm bất động sản hiện tại vẫn khá là tích cực của ha. Rồi nhóm chứng khoán có dòng tiền vào chứ không phải là không, nhưng mà giờ cần phải theo dõi thêm 2 đến 3 phiên để xem thử là giờ cái động thái của nó là thật sự hay không, bởi vì nó có sự phân hóa rõ ràng. BSA là giảm, BVS giảm, CFTS giảm. Đúng không ạ? Không đạt trạng thái giá cao nhất hoặc là VDS giảm các bạn ạ. Đó, giảm 2%. Chạm vào những vùng cản nha. Cho nên là giờ lúc này chúng ta thấy một điều giờ tin tức thì có đó, nhưng mà khi thị trường nó rơi về những vùng cản nhà đầu tư đều bán hết. Rồi, xin chào hẹn gặp lại mọi người trong chương trình nhận định thị trường vào ngày mai. Bye bye mọi người nha.